Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 2, tức đêm 29 ngày 30 Tết. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, ven biển cấp 4 có lúc cấp 5, giật cấp 6, trời rét, Nhiệt độ 16 đến 19 độ, độ ẩm trung bình 91 đến 96%. Khu vực miền núi phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời Z, nhiệt độ 15 đến 17 độ, độ ẩm trung bình 90 đến 95%. Khu vực thành phố Hà Tĩnh trời nhiều mây có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3 trời Z, nhiệt độ 16 đến 18 độ, độ ẩm trung bình 91 đến 93%. Khu vực thị xã Kỳ Anh, nhiều mây có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 4 có lúc cấp 5, giật cấp 6 trời rét, nhiệt độ 16 đến 19 độ, độ ẩm trung bình 93 đến 95%. Thời tiết đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 2, tức là đêm 30 ngày mùng 1 Tết, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm ven biển phía Nam có mưa nhỏ vài nơi, các khu vực khác phổ biến không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, ven biển cấp 3 cấp 4 trời rét, nhiệt độ 14 đến 18 độ độ ẩm trung bình 88 đến 93%. Bản tin dự báo thời tiết của đài phát thanh và truyền hình Hà Tĩnh xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn, Hân hạnh đồng hành thực hiện chương trình này.